Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.gạch chéo vinpix.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 1 thi vinpix giải toán trên mạng lớp 1 vòng 14 năm học 2015-2016. Chỉ còn mấy hôm nữa là chúng ta bắt đầu thi vòng huyện. Đây là bài hướng dẫn học sinh tự luyện. Toàn năm bài 1. Bài 1 có tên cóc vàng tải 3, ta nhấn bắt đầu. 7 cộng 14 bằng 11, 11 cộng mấy bằng 14? 11 cộng 3. Vậy đây 11 cộng 3 bằng 14. Câu tiếp theo 12 trừ 2 bằng 10. Vậy đây phải điền là mấy? Là không. Vậy đây là không. Tiếp tục 10 cộng 7 bằng 17. 17 trừ mấy thì bằng 15? Trừ 2. 10, có nói cả câu 10 cộng 7 trừ 2 bằng 15. Câu tiếp theo 10 trừ 9 bằng 1. 1 cộng 18 bằng 19. 19 trừ mấy để bằng 10? 19 trừ 9 bằng 10. Vậy ta điền là 9. 13 cộng 3 bằng 16. 16 cộng 1 bằng 17. 17. Ở đây là 4 cộng 5 bằng 19. Vậy đây phải là 18. 12 cộng mấy bằng 18? 12 cộng 6. 15 trừ 2 bằng 13. 13 bên này vế này 13 cộng 6 19. 19 trừ 1 18. 13 cộng mấy để bằng 18? 13 cộng 5. 13 cộng 5. 13 cộng 5 để bằng 18. 4 cộng 6 cộng 4 bằng 10. 10 trừ 8 còn 2. 2 cộng 10 bằng 12. Ở đây thì kết quả là bằng 12. 10 cái này bằng 11. Cái này bằng đây cái này bằng 12 này, 18 trừ 4 trừ 2. Rồi, vậy kết quả bằng 12. Tiếp tục 16 trừ 5 bằng 11. 13 cộng với mấy để bằng 16? 13 cộng mấy ạ? 3. Vậy cộng 3, 13 cộng 3 bằng 16, 16 trừ 5 bằng 11. Câu tiếp theo 10 trừ 7 bằng 10 bằng 3. 3 cộng 5 bằng 18. Phía này bằng 18. Vậy cái này 13, 3 cộng 15 bằng 18. 18 cộng với 2 bằng 20. Vậy cái này bằng bao nhiêu? 19. 19, ta cộng kết quả là 19. Đấy, đấy cái bên kia này. Rồi 10 trừ 2 bằng 8. 8 cộng với 11 bằng 10. 10 trừ 2 bằng 8. 8 cộng với 11 bằng 19. 19. Câu tiếp theo 17 trừ 7 còn 10. 10 cộng 5 bằng 15. 10 cộng với 4 bằng 14. 14 cộng 5 bằng 19. 19 trừ 2 bằng 7. Cái này là 16. Đâu kết quả là 16? Kìa, 11 trừ 1 cộng 6. 11 trừ 1 bằng 10 cộng 6. Đúng rồi. Và ta kết quả là 100 điểm. Thầy của em chuyển sang bài tiếp theo. Bài làm số 2. Tìm cặp bằng nhau. Chúng ta 12 trừ 2 trừ 5 bằng mấy ạ? Bằng 5. Rồi, cái này bằng 5. 16 trừ 6 trừ 5 bằng mấy ạ? Bằng 5. Bằng 5, vậy ta đã có cặp thứ nhất. 13 cộng 2 bằng 15, 15 trừ 5 bằng 10, 10 cộng 3 bằng 13, cái này bằng 13. Vậy 14 trừ 4 bằng 10, 10 cộng 7 bằng 17, 17 trừ 4 bằng 13. 14 cộng 4 bằng 18, 18 trừ 6 bằng 12, 12 cộng 4 bằng 16, cái này bằng 16. 19 trừ 8 bằng 11, 11 cộng 7 bằng 18, 18 trừ 2 bằng 16. 14 trừ 4 bằng 10, 10 trừ 4 bằng 6, cái này bằng 16. 19 trừ 9 bằng 10, 10 trừ 4 bằng 6. Cái này kết quả 11. Rồi 17 trừ 17 bằng 10, 10 trừ 8 bằng 2. 13 trừ 3 bằng 10, 10 trừ 8 bằng 2. Vậy đây kết quả bằng 19 trừ 3 bằng 16, 16 trừ 10. 14 trừ đi 4 bằng 10, 10 trừ 0 bằng 10. Cái này kết quả bằng 19. Và ở dưới cũng có kết quả bằng 19. 13 cộng 6 19, 19 trừ 8 11, 11 cộng 7 18. 16 trừ 4 12, 12 cộng 7 19, 19 trừ 1 18. 19 trừ 9 bằng 10, 10 trừ 6 còn 4. Và cái này kết quả bằng nhau. Làm sao? Chúng ta làm bài tiếp theo. Chúng ta với câu đầu tiên 19 trừ 1 bằng 18. 18 trừ 3 bằng 15. 15 trừ đi 2 bằng 13. Kết quả là 13. Vậy
Ở đây ta có trừ 2 trừ, trừ 2 này. 4 cộng 3 là 6. Ta tìm cái số số này thì ta sẽ làm như sau. 10 cộng 4 là 14, 14. Đâu, cái gì này sẽ làm 10 trừ 4. 10, cái này là 13 chứ, đúng không? Ok, 13 thì 10 13. Trừ 4 là 6. Trước khi cộng với 10 bằng 13 thì là lấy 13 trừ đi 10 còn 3. Trước khi cộng với trừ đi 4 thì là cộng 4 bằng 7. Trước khi cộng với 2 thì bằng 9. Vậy ta lấy 9 trừ 2 thì trừ lại 9 trừ 2 bằng 7. 7 trừ đi 4 bằng 3. 3 cộng 10 bằng 13. Vậy cái này là 9. Ta sẽ làm sao? Kết quả của 10 trừ 3 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. 8 trừ 2 bằng 6. 6 trừ 4 bằng 2. 6 trừ 4 bằng 2 là số liền sau của số nào? Là số liền sau của số 3. số 1, 2 mà. Là số liền sau số nào, đúng không? Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 19 và lớn hơn 14? Lớn hơn 14 thì phải là 15, 15, 16, 17, 18. Vậy có mấy số nhỉ? Có 4 số, 4 số, đúng không? Tiếp tục. Từ 10 đến 14 có bao nhiêu chữ số 1? 10 đến 14 có bao nhiêu chữ số 1 đó? 10, 11, 12, 13, 14 có 6 chữ số, đúng không? Vì 11 cộng thêm 11 có 2 chữ số, đúng không? 10, 11, 12, 13, 14 có 5 rồi cộng thêm 1 nữa là 16, đúng không? Vì 11, 11 có 2 chữ số 1, đúng không? Rồi, tiếp tục. Số liền trước của 15 cộng 3 là bao nhiêu? Số liền trước nhé, 15 cộng 3 bằng 18. 18 là số liền trước phải là 18 chứ 1 bằng 17. Hùng vẽ được 10 hình tròn, Tâm vẽ được 4 hình tròn, cả hai bạn vẽ là bao nhiêu hình tròn? 14. Lấy 10 cộng 14 bằng 10, 14. 17 trừ 2 bằng 10, 15. 15 cộng 4 bằng 19, 19 trừ đi 10. 9 còn 10, 10 cộng 10 bằng 20. Câu này tiếp theo. Câu 8. Điền cho bằng ở đây. 65 24. Bây giờ con phải làm như này. 9 trừ 6 bằng 3. Bằng 3, 3 cộng 5 bằng 18, 18 trừ 2 bằng 16. Vậy kết quả 16 thì cái kết quả là 16 này. Cái này 2, cộng 2 bằng 1 rồi. 2 trừ 1 bằng 1 chút nào. 2 trừ 1 bằng 1. Cộng với 2 bằng 3. 18, 18. Cái bao nhiêu ở bên này? Có vừa người tính như đây. Nó bao nhiêu? 9 trừ 6 bằng 3, 3 cộng 5 bằng 18, 18, 18 trừ đi 2, 16, cái này 16, bây giờ là 2 cộng với 2, 2 trừ 1 bằng 1, 1 cộng với 2 bằng 4, 1 cộng với 2 bằng 3, 18 trừ 3 bằng 18 trừ 3 bằng 15, 15, vậy 15 cộng 15 là thêm bao nhiêu bằng 16, 15 thêm 1, thêm 1, 16, thêm 1 vào đây đúng không? Thứ nhất 18 trừ 1 bằng không 17. thêm 1 tức là thêm 2 rồi phải trừ đi mà vậy thứ hai 18 trừ đi 2 bằng 16, 16 cộng với 2 bằng 16 cộng với 2 bằng 18, 18 trừ 1 không đúng bằng 17, 17 thế ạ không phải cộng 1 18 trừ đi trừ 2 18 trừ 1 17, 17 cộng với 2 bằng 19, 19 trừ 1 bằng 18, 18 trừ 18 không đúng cái này 4 cái này nè cái này 16 mà 5 18. 5 2 cộng 1 bằng 3 3 cộng 2 bằng 3 cộng 2 bằng mấy nhỉ 5 5 18 trừ 5 bằng 13 10 13 18 cái này phải 3 18 trừ đi 3 18 trừ 3 15 15 cộng 2 17 17 trừ 1 thì bằng 16 16 cộng 2 bằng 18 không được. Thế cái này 1 phải là 5. 5 18 trừ 5 còn 13 3. 13 cộng 2 bằng 15. 15 trừ 1 bằng 14. 14 cộng 2 bằng 6 đúng không? Thế rồi bằng 5. Đấy. Bình hơn An 3 quyển vở. An ít hơn Hùng 2 quyển vở. Hỏi Hùng có bao nhiêu quyển vở? Biết Bình có 12 quyển. Bình có ít hơn An 3 quyển vở. Vậy bạn Bình có 9 quyển. Đúng không? À Bình có 12 quyển. Vậy bạn An sẽ có là ít hơn Bình ít hơn An 3 quyển vở. Thì bây giờ An sẽ là 12 cộng 3 bằng 15. An ít hơn Hùng 2 quyển vở. Vậy Hùng sẽ có là
15 cộng 2 bằng 17. Hỏi Hùng có bao nhiêu nghìn vợ? Hùng có 10, mấy nghìn vợ con? Hùng á. Bình ít hơn An 12 quyển vở và Bình có 12 quyển, vậy An có 15, 12 cộng 3 bằng 15. 15. An ít hơn Hùng 2 quyển vở. Vậy là Hùng phải có 12 à 15 cộng 2 bằng 17, vậy 17 quyển vở. Số bé nhất có hai chữ số cộng với chính nó là bao nhiêu? Hai. Số bé nhất có hai chữ số là 10. Đúng không? Là 10. Cộng với chính nó thì bằng kết quả bằng bao nhiêu? 20. 20. Vậy con xem lại là sao đó? 18 trừ đi 5 bằng 13, 13 cộng 2 bằng 15, 15 trừ 1 bằng 14 đúng không? 16. 9 trừ 6 bằng 3, 3 cộng 5 18, 18 trừ 2 16 đúng không? 18 cộng 0. Đâu? Rồi cộng 0 này. Đúng rồi. Đây là 100. 100.